Chào các bạn, trong chương học này thì chúng ta sẽ cùng ứng dụng Photoshop vào trong tình huống thiết kế đồ họa với cái bài tập được đưa ra là thiết kế giao diện cho một cái trang chủ của website. Khi mà chúng ta bắt đầu thiết kế một cái giao diện trang chủ như này thì có bao gồm những cái vấn đề liên quan đến việc chúng ta cần phải xác định được cái kích thước tỷ lệ của cái trang web đó để nó có thể phù hợp được với nhiều loại màn hình khác nhau. Trong cái kỹ thuật thiết kế web bây giờ thì nó sẽ đưa ra rất nhiều các tiêu chuẩn về kích thước cho cái website đó để phù hợp với nhiều thiết bị như là desktop hay là màn hình điện thoại của các bạn. Để có thể hiểu rõ hơn thì các bạn nên tham khảo thêm về những cái khóa học về web để chúng ta có thể hiểu được các cấu trúc của web. Đối với phần mềm Photoshop thì chúng ta sẽ thường sử dụng nó để sâu xây dựng cái giao diện hình ảnh trên cái trang chủ của web đó mà thôi, cũng như là việc chúng ta áp dụng Photoshop vào trong việc xây dựng một số các cái ấn phẩm đồ họa như là poster hay là như là banner cho một cái chiến dịch quảng cáo nào đó. Để thiết kế một cái web như này thì công việc đầu tiên của người làm thiết kế là chúng ta cũng sẽ cần phải xử lý các cái hình ảnh minh họa như các bạn nhìn thấy ở trong cái phần bài tập mẫu của mình thì mình sẽ có rất nhiều các cái hình ảnh minh họa đã được tạo sẵn. Trong phần giới hạn bài tập này thì chúng ta sẽ học cách là xây dựng web cho nên những cái phần biên tập và chỉnh sửa hình ảnh này thì chúng ta sẽ không đề cập đến mà mình đã tạo sẵn cho các bạn các cái file hình ảnh minh họa. Chúng ta chỉ làm và tạo thêm những cái đối tượng mà nó thuộc vào phần cấu trúc của web như là các cái phần UI button hay là những cái số và những cái chữ cũng như là những cái dấu điều hướng mà các bạn nhìn thấy những cái button điều hướng mà các bạn nhìn thấy ở trên cái web của chúng ta và chúng ta sẽ học cách để vẽ ra nó cũng như là học cách để tổ chức và tạo ra các hiệu ứng các bạn nhìn thấy là một cái background cho phần header của mình nó được tạo ra bởi một cái hình thì chúng ta làm nào để vẽ được cái hình này trên photoshop thì chúng ta sẽ tập trung vào đi học cách để xử lý các cái hình này trên photoshop ở đây là mình đang có giao diện của một cái web game chính vì thế là những cái hình ảnh minh họa ở đây nó được tạo ra bởi những cái hoạt hình rất là ngộ nghĩnh như thế tuy nhiên là chúng ta sẽ không học cách vẽ các cái hoạt hình này đó là một bộ môn hoàn toàn khác so với những cái môn photoshop ta đang học căn bản ở đây trong phần bài học này thì chúng ta cũng sẽ ôn lại một chút về các kỹ thuật tạo layer style để tạo ra cái hiệu ứng cho các cái button trên cái web của chúng ta. Cộng với việc là chúng ta sẽ học cách để có thể nhập được văn bản cũng như điều chỉnh cơ bản một số các cái ký tự văn bản trên cái tài liệu thiết kế của chúng ta. Giống như là tôi có thể gõ vào đây những cái dòng chữ như là trang chủ, tin tức hay là những cái dòng chữ cho phần content ở phía bên dưới nội dung cho cái trang thiết kế. Công việc của một người làm thiết kế đồ họa đó là chúng ta sẽ học cách phối hợp các cái đối tượng hình ảnh cũng như tạo ra các cái hình và phối màu cho một cái sản phẩm để làm sao chúng nó có được một cái tổng thể hài hòa, đẹp mắt và hấp dẫn. Cộng với việc là chúng ta cần phải có những cái ý tưởng để thiết kế ra được những cái giao diện hấp dẫn, thu hút được người xem. Và để bắt đầu thì ở bài học kế tiếp chúng ta sẽ cùng nhau học cái bước đầu tiên là làm sao để có thể xây dựng lên một cái kích thước hay là tổ chức một cái layout cho một cái trang thiết kế website với các cái công cụ Action được tạo sẵn trên web mà chúng ta có thể download về được. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở trong bài học kế tiếp. Chào các bạn. Trong bài học đầu tiên này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cách để tạo ra một cái layout cho một cái web trên phần mềm Photoshop bằng cách sử dụng công cụ Action. Công cụ Action là cái công cụ cho phép bạn có thể tự động hóa một số các cái chức năng nhiệm vụ mà nó có sự lặp đi lặp lại chúng ta có thể lưu lại các cái bước điều chỉnh hay là các bước làm việc đó vào trong một tệp tin và khởi chạy lại nó trên các cái tài liệu khác để bắt đầu xây dựng cấu trúc cho một cái website thì chúng ta sẽ di chuyển vào trong một cái trình duyệt internet nào đó các bạn có thể vào chrome hay là ie và sau đó gõ vào một cái đường link có tên là 960.js các bạn sẽ di chuyển đến một cái trang chủ 960 Grid System. Trang này sẽ cho phép bạn có thể download một cái tệp tin Action về máy tính của bạn. Sau đó chúng ta sẽ khởi chạy cái action đó để tạo ra một cái giao diện trang với các cái kích thước phù hợp với các cái tình huống thiết kế cho một cái website. Tất cả đã được tích hợp sẵn trong cái file action đó. Ở đây thì theo nguyên tắc thiết kế của một số các website thì chúng ta cần phải tuân thủ một số các cái độ rộng của web hay là chúng ta sẽ tuân thủ các nguyên tắc về chia cột để có thể hiểu sâu hơn về vấn đề cấu trúc của một website này thì các bạn nên tham khảo và tìm học một số các cái lớp dạy về web ở trên mạng thì từ đó chúng ta sẽ hiểu cái bản chất của vấn đề hơn và chúng ta sẽ sử dụng cái photoshop vào trong việc thiết kế giao diện nó được chính xác hơn nếu như ở đây các bạn chưa có cái khái niệm và kiến thức về thiết kế web thì các bạn cũng sẽ sử dụng cái cách mà mình đang hướng dẫn là chúng ta ấn vào cái nút là big online download button này nó sẽ tải về máy tính của các bạn một cái folder trong folder đó sẽ chứa những cái file action mà giúp chúng ta có thể khởi chạy một cái tài liệu mới cho một trang web một cách đơn giản. Sau khi các bạn đã tải xong cái file tài liệu được đính kèm trên 960 Grid System thì bạn thấy là ở đây trên cái thư mục bài tập đính kèm mình cũng đã có sẵn một cái thư mục mà mình đã tải về cho các bạn. Các bạn có thể tải về thông qua cái thư mục bài tập mà mình đính kèm trên lớp học thay vì là các bạn vào trang 960 cũng được. Sau đó là bạn giải nén cái file này bằng cách là chúng ta sử dụng lệnh extract bạn thấy một cái thư mục Ajax nó sẽ được giải nén ra trong đó sẽ bao gồm dữ liệu của cái việc khởi tạo ra một cái tài liệu mới cho Photoshop khi mà làm một cái website. Bạn sẽ di chuyển cho mình đến cái thư mục là app plugin. Sau đó vào mục Photoshop. Trong này bạn sẽ nhìn thấy một cái file là 960 gạch ship grid system.atn là tệp tin là phần mở rộng viết tắt của file action trên Photoshop. Để chạy được cái action này vào Photoshop thì các bạn chỉ việc kích đúp. Ngay lập tức bạn thấy là Photoshop nó sẽ mở ra và bây giờ làm sao để ta có thể tìm thấy được cái file action thì các bạn vào trong menu Windows chúng ta mở một cái panel có tên là action với phím tắt là an 9 Bảng action an 9 đã được mở ra ở đây và bạn nhìn thấy là thư mục 960 grid của mình nó đã được tích hợp vào đó. Ở đây mình có hai thư mục là bởi vì trước đó mình cũng đã tích hợp nó rồi. Bây giờ mình sẽ sổ cái thư mục này xuống thì file action của grid 960 nó đã được chia ra thành ba loại. Một loại là sẽ tạo giao diện website của bạn với các cái đường lưới là chia theo 12 cột. Thế nào là 12 cột, 16 hay là 24 cột thì các bạn cũng lại phải tìm học một cái khóa học về web thì chúng ta mới hiểu rõ hơn. Với các ngôn ngữ thiết kế như bây giờ chúng ta sử dụng là responsive thì chúng ta sẽ phải chia cột trên một cái bản thiết kế nào đó để chúng ta có thể tạo cốt cho nó một cách linh hoạt trên các cỡ màn hình khác nhau. Tuy nhiên là đối với một cái website mà mình có ở đây thì là một cái web mà chúng ta sẽ rất khó để thiết kế nó trên Responsive với các cái cấu trúc bố cục là mình đang tạo ra để các bạn có thể hiểu được cái phần thiết kế trên Photoshop là chủ yếu chứ nó không được tối ưu cho một cái giao diện web để chạy theo cái tính chất mà linh hoạt mà chúng ta vẫn thường làm web bây giờ. Bạn chọn vào cái file action là 12 column grid sau đó để khởi chạy nó thì bạn ấn vào nút play trong cái file này thì bạn thấy nó gồm rất nhiều các cái lệnh mà chương trình hay là cái nhà sản xuất họ đã tạo sẵn cho các bạn để tạo ra một cái sơ đồ những cái lưới dành cho việc thiết kế của chúng ta sẽ trở nên chuẩn xác hơn bạn ấn play các bạn nhìn thấy là chương trình nó đã tạo sẵn cho chúng ta rất nhiều các cái đường lưới gai để giúp chúng ta có thể định vị bản thiết kế theo từng cái cột một lúc này chúng ta thiết kế cái web nó sẽ được chuẩn hơn các bạn có thể tắt bật hay là điều chỉnh các cái gai đó thông qua lệnh menu view show và bạn chọn chức năng là gai thì các đường gai nó sẽ đi ẩn đi trên này thì nó còn làm sẵn cho các bạn một cái layer là grid overlay đó là được tô màu sẵn vào những cái ô thế thường thì mình sẽ tắt cái này đi và mình không sử dụng nó mình sẽ sử dụng cái đường lưới gai mà thôi bằng cách ta sẽ lại hiển thị lại cái đường gai ra bằng cái lệnh là show gai à, trong trong quá trình các bạn làm việc thì chúng ta cũng có thể là hiển thị nó bằng cái phím tắt là can trôn chấm phẩy trên bàn phím cho nó nhanh Bây giờ mình đã có một cái giao diện web được tạo ra. Cái này thì khi mà bạn kiểm tra về phần kích thước của nó thì bạn sẽ thấy trong phần image size thì kích thước của cái file này đang là 1020 pixel theo chiều ngang và 700 theo chiều dọc. Và tại sao nó lại là con số 960 thì bởi vì là cái đường lưới mà chúng ta được tạo ra ở đây là nó theo chuẩn là 960 từ cạnh bên này sang cạnh bên kia. Bây giờ mình vẽ vào đó một vùng trọn, bạn thấy là trong công cụ của mình nó báo là chiều ngang là 960 pixel. Việc mà chúng ta thiết kế một cái web thì nó cần phải tuân thủ trên các cỡ màn hình khác nhau và 960 theo chiều ngang là một cái tiêu chuẩn và để giúp chúng ta có thể tạo ra một bản thiết kế website để mà nó sẽ hiển thị tốt trên nhiều cỡ màn hình khác nhau, nó không bị mất nội dung cũng như không bị tràn nội dung ra phía bên ngoài. Thành ra là tiêu chuẩn 960 là một cái tiêu chuẩn khá phổ biến trên thế giới cho việc xây dựng cái cấu trúc chiều ngang của một website. Và ở đây ta sử dụng cái file action với mục đích cũng chỉ là để là tạo ra cái đường lưới nó định vị cái tỷ lệ chiều ngang cho các bạn một cách chuẩn xác. Các bạn không thích dùng cái sẵn của cái lập trình sẵn của cái file action này thì các bạn hoàn toàn có thể tạo ra một cái web nhưng phải chú ý rằng là cái chiều ngang của cái web đó khi thiết kế nó nên là 960. Bây giờ thì nó sẽ có một số những cái tiêu chuẩn lớn hơn tiêu chuẩn 1170, tức là độ rộng của một cái web nó sẽ là nằm vào khoảng 1170 pixel. Tuy nhiên là trong bài tập này thì mình vẫn đang sử dụng cái tiêu chuẩn là 960. Sau khi mà bạn đã tạo ra cái uh, file tài liệu mới này rồi, thì bạn có thể sử dụng lệnh Save trên menu Save và lưu lại cái tệp tin đó là thiết kế web. Ở đây thì mình sẽ làm mẫu cho nên mình sẽ không lưu lại. Các bạn lưu lại để cái bài tập của chúng ta nó không bị mất. Sau khi chúng ta đã có xong cái đường lưới rồi, thì đây nó chỉ là cái vùng an toàn cho cái chiều ngang của cái web khi các bạn cần phải thiết kế. Bây giờ mình muốn là cái không gian làm việc của mình nó sẽ rộng ra, mình sẽ dùng công cụ Crop Tool sau đó là mình để con chuột vào cái một cái vị trí điểm góc bất kỳ nào đó mình giữ phím shift và mình kéo lớn cái khung crop ra khi mình kéo lớn như này thì đồng nghĩa với việc là bạn sẽ tạo ra một tài liệu mới với kích thước đã được chỉnh sửa lại kích thước của cái file tài liệu lúc cũ của chúng ta vào khoảng hơn 1000 pixel thì hiện tại bây giờ khung crop của mình nó đang đạt tới là khoảng 2000 pixel mình muốn là cái tài liệu làm việc của mình ở đây nó sẽ phải rộng khoảng 2000 pixel hoặc có thể rộng hơn việc mà các bạn tạo ra một cái file làm việc rộng như này giống như trên tài liệu mẫu bạn nhìn thấy mình tạo ra một file tài liệu làm việc rất là rộng tuy nhiên là cái phần mà mình thiết kế nó cũng chỉ nằm trong cái lưới 960 mà thôi nó không vượt qua khỏi cái lưới đó để bảo đảm rằng sau này nó sẽ hiển thị trên màn hình tốt hơn còn cái phần rộng phía bên ngoài này là để ta có thể đặt vào những cái background cho nó thoải mái trong cái phần thiết kế tránh tình trạng là gặp phải một số các cái màn hình mà nó rộng quá thì người ta nhìn nó sẽ bị cắt cụt cái phần background trong nó sẽ xấu thành ra đây mình sẽ mở rộng cái không gian thiết kế ra để ta có thể làm việc nó thoải mái hơn sau đó là quay trở lại cái layer cuối này Ta tô màu trắng vào nó để ta nhìn thấy cái giao diện làm việc của chúng ta nó ok hơn Như vậy là việc tạo ra một trang tài liệu mới cho thiết kế web nó cũng khá là đơn giản Cái này thì chúng ta sẽ làm đi lặp đi lặp lại nhiều lần Bởi vì mỗi một dự án thiết kế chúng ta đều thực hiện cái thao tác này Trên nó cũng sẽ trở thành một cái thao tác rất là quen thuộc với các bạn sau này mà thôi ở cái bài học kế tiếp thì chúng ta sẽ học cách vẽ các cái đối tượng cũng như là tạo hình cho cái website của chúng ta. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo. Chào các bạn, trong bài học này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo các hình vẽ cơ bản trên giao diện của một cái website bằng các công cụ vẽ cơ bản trên Photoshop. Đầu tiên để cho phần làm việc nó được dễ và thuận tiện cho các bạn khi mới bắt đầu thì mình sẽ sử dụng cái file tài liệu gốc ở đây như là một cái mốc up nằm phía bên dưới. Từ đó chúng ta sẽ vẽ đè lên để tránh tình trạng chúng ta khó căn chỉnh về cái tỷ lệ cấu trúc hay là vị trí của các đối tượng trên trang thiết kế làm sẽ làm cho các bạn bị bối rối trong quá trình các bạn vẽ các đối tượng. Các bạn truy cập vào thư mục bài tập đính kèm và mở cho mình cái file tài liệu gốc ra. Sau đó là vào trong phần layer chúng ta sử dụng một cái lệnh là flatten image. Ta sẽ làm phẳng toàn bộ hình ảnh này. Các bạn sử dụng lệnh Ctrl A để lựa chọn toàn bộ hình ảnh đó và ấn lệnh copy. Ta sẽ paste cái hình đó sang phía bên này. Ta đặt nó ở đó như là một cái hình mẫu và ta sẽ tiến hành vẽ các đối tượng chồng lên cái hình mẫu này để cho các bạn dễ hình dung. Bây giờ để cái hình mẫu của chúng ta nó không bị dịch chuyển thì các bạn sẽ dùng cái khóa để khóa nó lại nhưng trước khi dùng cái khóa thì ta sẽ giảm bớt cái opacity của nó xuống để bảo đảm rằng là cái hình mẫu của chúng ta nó chỉ đủ nhìn ở phía bên dưới các bạn có thể thực hiện một cái lệnh là adjustment desaturate để biến toàn bộ cái mốc đó nó thành cái hình ghi như này để chúng ta phân biệt được giữa cái bản thiết kế của chúng ta với cái hình mẫu rồi sau đó chúng ta giảm bớt opacity sao cho phù hợp rồi ta tiến hành khóa cái đó lại coi như cái này là một cái mẫu mốc nó nằm ở phía dưới cho các bạn để các bạn định vị các phần cấu trúc vẽ lên đó cho nó hiệu quả Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành xây dựng cái web này bằng việc là tạo hình cho các cái đối tượng hay là các cái phần button cũng như background trên cái website đó. Các bạn nhìn thấy để vẽ được các cái hình này thì chúng ta sẽ di chuyển vào nhóm công cụ và sử dụng nhóm công cụ là Shape Layer trên phần mềm. Ở đây nó sẽ cung cấp cho các bạn một loạt những công cụ như là Rectangle Tool, công cụ Round Rectangle Tool, Ellipse Tool hay là Polygon Tool để vẽ những cái hình vuông, chữ nhật, hình chữ nhật bo tròn, hình ellipse, hình tròn hay là các hình đa giác. Ngoài ra nó còn có một cái công cụ là custom shape. Công cụ này thì cho phép bạn sử dụng những cái thư viện hình có sẵn ở trên thanh option của chúng ta để vẽ ra thành rất nhiều các cái hình thù khác nhau. Thư viện còn được mở rộng ở cái setting chỗ này, bạn có thể add thêm vào đó rất nhiều các cái đối tượng mà đã được tích hợp sẵn trong chương trình nữa. Bạn thấy là có cả những cái icon hay là những cái đối tượng, bạn cũng có thể là tạo thêm các đối tượng và đưa nó vào đây để làm thư viện cho mình. Thì nó có một cái nhóm đặc biệt nằm ở phía dưới là custom shape, còn ngoài ra nó chỉ là những cái công cụ vẽ cơ bản thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách vẽ các công cụ đó thì có một chút lưu ý về cấu trúc của các cái đối tượng hay là các cái đối tượng được tạo ra bởi nhóm công cụ này đó là nó là một cái nhóm đối tượng vector tức là nhóm đối tượng sử dụng cấu trúc đồ họa vector trên photoshop nhưng mà khi output ra thì nó cũng là raster hết cho nên lúc vẽ hay là lúc chỉnh sửa trên màn hình thiết kế của bạn thì bạn không phải lo về độ phân giải của nó. để có thể hiểu rõ hơn về cấu tạo đồ họa vector thì các bạn có thể tìm học lớp học illustrator của mình ở trên mạng khi mà các bạn chọn cái đối tượng này thì trong phần option của nó nó sẽ có ba cái chức năng. Chức năng shape là cho phép bạn vẽ ra một cái hình. Khi bạn vẽ ra một cái hình như này thì cái hình đó sẽ được tạo ra thành một layer độc lập và được quản lý trên một layer riêng, trên nó gọi là layer shape. Các bạn sẽ có một cái chức năng thứ hai là path. Khi các bạn dùng path này thì nó vẽ ra một cái đường vector path giống như ta vẽ một đường path bằng công cụ pen. Công cụ pen cũng là một cái công cụ để tạo hình thuộc cái nhóm này, nó cho phép bạn có thể vẽ ra các hình tự do. Cái thứ ba là nó cho phép bạn vẽ ra một cái vùng gọi là vùng pixel thì cái vùng pixel này thì khi mà bạn vẽ một đối tượng nó sẽ là một vùng màu tương đương với phần màu trên màu tiền cảnh mà các bạn lựa chọn bạn vẽ ra ở trên cái không gian làm việc của bạn thì lúc này nó đòi hỏi các bạn phải chọn một cái layer nào đó rồi sau đó ta sẽ vẽ thì cái vùng màu này sẽ được tô lên trên layer đó tuy nhiên là trong trường hợp này thì chúng ta sẽ sử dụng cái chức năng là xếp tức là vẽ ra một cái hình ở trên cái nhóm công cụ đó để vẽ cái hình đầu tiên này thì mình sẽ sử dụng công cụ Rectangle Tool các bạn chọn công cụ Rectangle Tool sau đó là nhập vào cái ô là radius ở phía bên trên thanh control một cái giá trị là 20 pixel lúc này nó sẽ tạo ra một cái hình với góc bo tròn là 20 pixel các bạn lựa chọn cái phần màu tô cho mình ở trên này tạm thời ta sẽ đưa tạm cho nó một cái màu nào mà các bạn thích sau đó là cái phần stroke các bạn bỏ là phần năn tức là ta không tô màu cho stroke chúng ta sẽ chỉ tô màu cho hình nếu như các bạn muốn vẽ ra một hình với kích thước chính xác thì các bạn có thể click con chuột lên màn hình ta gõ vào đó một giá trị chính xác giả sử mình muốn có vào đây một giá trị là 965 pixel và chiều cao của nó là 65 pixel thì khi ấn OK bạn thấy là ta tạo ra một cái hình với kích thước là chính xác như cái tỷ lệ mà ta muốn sử dụng tuy nhiên trong phần bài tập này thì chúng ta sẽ thực hiện thao tác vẽ là vẽ tự do chúng ta sẽ không click con chuột lên màn hình mình ấn delete để xóa cái layer này đi mình sẽ đặt con chuột ở vị trí bắt đầu là vị trí tương ứng với cái hình mẫu chúng ta sau đó mình nhấp dê con chuột mình vẽ ra một cái hình nằm sang vị trí thứ hai này Kết quả là bạn tạo ra được cái hình nó vừa khớp với cái hình mà chúng ta cần vẽ ở kia. Như vậy là ta đã tạo xong một cái hình đầu tiên. Các bạn có thể điều chỉnh cái hình này bằng cái bảng property trên các phiên bản CC thì phiên bản CC sẽ cho phép bạn có thể điều chỉnh kích thước của cái hình ngay ở trong cái bảng property nó hiện ra. Nếu nó không hiển thị ra các bạn có thể mở nó ra ở trong bảng window ở trong menu window. Ta có W là điều chỉnh độ rộng, H là điều chỉnh chiều cao, X là tọa độ theo trục ngang và Y tọa độ theo trục dọc. Trong đó là ta có màu tô, ta có màu viền, ta có độ dày đường viền phía bên dưới là ta sẽ có cái bố trí hay là vị trí của đường viền so với hình các bạn có kiểu cấu tạo của đầu đường viền cuối cùng là các bạn có kiểu cấu tạo của cái góc đường viền khi chúng nó tạo thành một góc vuông ở đó phía dưới bạn có thể điều chỉnh cái hiệu ứng là bo tròn góc cho bốn cái góc của một cái hình khi chúng ta vẽ ra vậy là cái công cụ này nó rất là linh hoạt trên các phiên bản CC thì nó không khác gì là trên phần mềm Illustrator các bạn có thể vẽ ra một đối tượng trên Photoshop dễ và linh hoạt như vẽ trên Illustrator bây giờ mình tắt tạm cái hình đó đi tiếp tục ở phía bên dưới ta sẽ phải tạo ra khá là nhiều hình mình sẽ bắt đầu bằng những hình ở dưới trước để sau này chúng ta sẽ quản lý cái trật tự layer nó dễ dàng hơn bạn thấy ở đây mình có một cái hình nó nằm phía dưới này mình sẽ vẽ cái hình này bám vào đây cái góc bo tròn nó vẫn được duy trì như thế bạn thấy mình có một cái hình nằm chỗ này nhưng bây giờ mình đang không nhìn thấy cái hình phía dưới cho mình tắt tạm con mắt của cái hình bên trên sau đó mình tiếp tục vẽ tiếp một cái hình vào đây bạn thấy là chúng ta với cái hình này thì góc bo tròn nó có một chút thay đổi thế là ta sẽ điều chỉnh lại cái góc bo tròn ở trên này thành khoảng 30 pixel và các bạn lại đặt con chuột về đây ta nhấp dây con chuột ta vẽ sang bên này bạn có được cái hình tiếp theo ta có thể nhân đôi cái hình này tuy nhiên là bây giờ chúng ta chưa nhân đôi vội ta sẽ nhân đôi nó sau tương tự như thế thì các bạn sẽ tạo tiếp cho mình những cái hình ở phía bên phải của giao diện web đó cũng với cách điều chỉnh tương tự và những cái hình nằm ở phía bên trên này khi nào mà chúng ta vẽ xong hết tất cả những cái hình đó rồi thì bước còn lại cuối cùng chúng ta sẽ tiến hành chỉnh sửa hay là tạo ra hiệu ứng cho nó tiếp tục để thực hiện hoàn thiện nốt cái bài này thì các bạn sẽ vẽ cho mình đầy đủ các cái hình đó vào trong các cái vị trí cần thiết trên bài tập của chúng ta. Hầu hết đều là cái hình bo tròn các cái góc thì ở trong bài học kế tiếp mình sẽ hướng dẫn các bạn cách điều chỉnh cái hình chữ nhật này thành một cái hình mới giống như là cái banner mà ta nhìn thấy ở trên phần header. Cảm ơn các bạn và chúng ta sẽ cùng gặp lại nhau trong bài học. Các bạn, vậy là bài trước chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về cách vẽ một số các cái hình cơ bản trên giao diện web của chúng ta. Nếu như bạn nào vẫn chưa hoàn thiện bài tập ngày hôm trước, thì để bắt đầu cho phần bài tập ngày hôm nay, các bạn có thể mở cái file là 11.3 vẽ các hình cơ bản trong thư mục bài tập của mình ra để chúng ta tiếp tục học một cái công cụ cho phép chúng ta có thể biên tập tùy biến những cái hình vector trên phần mềm Photoshop. Sau khi mình đã vẽ xong các cái hình trên cái giao diện web này rồi, thì bây giờ bạn nhìn thấy là có cái hình đầu tiên trên cái phần heading của chúng ta để chứa những cái tiêu đề như là trang chủ tin tức này thì nó đang là một cái hình trông nó cong cong và biến dạng tuy nhiên là để vẽ cái hình đó thì mình sẽ bắt đầu vào một hình cái chữ nhật bo tròn như này để có thể sử dụng hay là để có thể điều chỉnh một cái đối tượng vector trên phần mềm photoshop này thì chương trình cung cấp cho bạn hai cái công cụ là công cụ path selection cho phép bạn có thể lựa chọn được cái đối tượng đó bạn hoàn toàn có thể chọn cái đối tượng này bằng công cụ là công cụ mu tuy nhiên là nếu bạn dùng công cụ mu để chọn nó thì cái thuộc tính của đối tượng sẽ không được kích hoạt mà lúc này nó đang kích hoạt một cái chức năng giống như là layer hình ảnh thôi bây giờ bạn chọn sang công cụ selection này thì nó sẽ kích hoạt cái chức năng của cái hình này lên lúc này cái hình này nó sẽ có cái thuộc tính được xuất hiện trên option nó là thuộc tính của một cái hình chữ nhật bạn có thể lựa chọn cái hình đó và dịch chuyển giống hệt công cụ mu tuy nhiên là nó khác phần option đấy như mình vừa nói Tiếp theo nữa là bên trong công cụ đó thì có một công cụ là Direct Selection. Công cụ này thì khác công cụ kia một chút là thay vì chọn đối tượng, nó sẽ cho phép bạn có thể chọn các cái điểm Uncle Point trên cái đối tượng đó. Việc lựa chọn các cái điểm này sẽ cho phép bạn có thể thay đổi và biến dạng cái cấu trúc của cái hình theo cách các bạn muốn là chúng ta có thể kéo nó ra và thay đổi cái cấu trúc của cái hình đó. Dịch chuyển các cái điểm nốt này tương đương với việc bạn sẽ dịch chuyển và biến đổi biến dạng cái cấu trúc của cái hình trên là cái công cụ Direct Selection chúng ta sẽ dùng để biên tập cái hình này ngoài ra thì các bạn muốn tùy biến một cái hình này chúng ta sẽ sử dụng thêm công cụ là công cụ pen với công cụ pen này thì bạn có thể thêm vào một cái điểm ăn của point tool hoặc loại bớt nó đi hoặc ta có thể sử dụng một công cụ convert ở đây mình sẽ ví dụ các bạn ở trên này khi mình có một cái hình như này rồi nó đang có một số các điểm ăn point nằm ở đây bây giờ mình muốn thêm vào một điểm ăn point mới mình chọn công cụ pen mình đưa con chuột lên một cái vị trí mà nó chưa xuất hiện điểm ăn cổ nào cả mình kích một cái thì ở đây sẽ tạo ra một điểm mới cho các bạn bây giờ bạn có thể dùng công cụ direct selection và dịch chuyển cái điểm đó ra, bạn sẽ tạo cái hình của các bạn thành một cái hình mới. trong đó thì bạn có thể sử dụng tiếp một công cụ là delete anchor point tool. bạn cũng không cần chuyển công cụ, chương trình nó sẽ tự chuyển cho bạn. bạn chọn vào cái hình này. trong tình huống là mình đang ở công cụ pen, mình muốn là trở về công cụ select để chọn cái hình này nhanh mà không cần phải đổi công cụ. các bạn giữ phím control xuống cho mình và click vào cái đường viền của cái hình đó thì lập tức các cái điểm nốt nó sẽ được kích hoạt lên. Bây giờ bạn thấy là công cụ pen khi ta đưa vào một cái điểm nốt ở trên đó, ta có thể xóa bỏ cái điểm nốt đó đi. Nó tự động chuyển thành công cụ là delete anchor point tool tương đương với công cụ phía bên trong này. Các bạn không cần chuyển, chương trình nó tự chuyển. Sau đó là uh, sau khi mà bạn có một cái điểm ở đây rồi, mình giả sử mình sẽ đưa cái điểm đó dịch ra đây thì cái điểm này nó sẽ có hai dạng cấu trúc một dạng cong và một dạng thẳng bây giờ cái đường này của chúng cái điểm này của chúng ta nó đang có cấu trúc là dạng đường cong khi nó xuất hiện dưới dạng đường cong thì nó sẽ có hai cái đường handle hay là hai cái đường direction nó nằm phía hai bên để giúp bạn có thể điều chỉnh cái vị trí của cái đường cong đó bạn đặt con chuột lên cái đường handle đó bạn kéo và nhấp dây con chuột bạn sẽ dịch chuyển được nó bạn di chuyển về công cụ direct selection để làm cái việc điều chỉnh cái đường direction đó một cách dễ là dễ dàng đó. Đây là một cái đường cong thì nó sẽ có hai cái đường điều chỉnh đường cong như vậy. Nhưng nếu như bây giờ bạn biến cái điểm này thành một cái dạng đường thẳng bằng cách sử dụng công cụ là Convert Point Tool, bạn click lên cái điểm này một cái thì điểm này bây giờ sẽ biến thành đường thẳng. Đường thẳng thì sẽ không có cái đường điều chỉnh handle kia hay ta vẫn thường hay gọi với một tên khác là direct đường direction, đường điều hướng. Lúc này để điều chỉnh một cái đường thẳng thì ta chỉ việc di chuyển cái điểm nốt mà quản lý cái đường thẳng đó là ta đã điều chỉnh được đường thẳng rồi. Còn bạn nhớ lại là muốn điều chỉnh đường cong thì ta sẽ phải điều chỉnh bằng cái đường direction kia. Nhưng bây giờ từ một cái điểm thẳng này mình muốn convert nó thành điểm cong thì mình lại chuyển ra công cụ convert, đặt con chuột lên cái điểm nốt này, bạn nhấp dây chuột trái bạn kéo thì nó sẽ trở thành một đoạn cong. Vậy là ta có mấy cái thao tác đơn giản như sau. Bạn dùng công cụ pen, bạn kích vào một điểm nốt, nó sẽ loại bỏ điểm đó. Bạn kích lên một vị trí trống, nó sẽ thêm vào một điểm mới bạn dùng công cụ Direct Selection bạn có thể dịch chuyển điểm mới có thể chỉnh cái điểm đó với các đường cong được xuất hiện bạn có thể dùng công cụ Convert để Convert cái điểm đó muốn từ thẳng thành cong thì ta nhấp dây con chuột ta kéo muốn từ cong thành thẳng ta kích con chuột vào điểm đó vậy là xong thế ở đây mình sẽ đưa cái điểm mình sẽ loại bỏ cái điểm này đi và bây giờ để bắt đầu điều chỉnh cái hình của chúng ta sau đó mình sẽ thêm vào trên cạnh phía bên trên một điểm thêm vào cạnh bên dưới một điểm mình sẽ sử dụng công cụ Direct Selection sau đó đặt vào điểm phía bên trên mình kéo dịch nó xuống bạn thấy là khi kéo thì ta có thể điều chỉnh cái điểm đó cong xuống phía bên dưới nó trùng với cái hình của chúng ta. Bây giờ để cho nó dễ nhìn hơn với hình phía bên dưới, bạn có thể giảm bớt cái opacity của cái layer này xuống, bạn sẽ nhìn thấy cái hình bên dưới của chúng ta nó xuất hiện. Bây giờ bạn sẽ kéo cái điểm thứ hai dịch lên trên. Vậy là ta đã điều chỉnh được cái hình chữ nhật của chúng ta nó méo ở hai cái vị trí đó. Tương tự như vậy ở cái điểm này, mình sẽ cua con chuột để select hai cái điểm đó, sau đó mình sẽ ấn phím shift để nó đi thẳng về phía này. Và ấn Phím shift để cố định nó đi thẳng tương đương với việc sau này bạn sẽ phải chỉnh hai cái điểm bên này bạn cũng khua nó và bạn ấn phím shift thì nó cũng sẽ đi thẳng và cân đối với hai điểm bên kia đó vậy là ta đã chỉnh được cái vị trí của nó thế bây giờ ta còn một cái điểm ở đây trông nó bị méo điểm ở đây trông nó cũng bị méo bạn sẽ dùng công cụ direct bạn dịch chuyển cái điểm đó ra đây một chút bạn kéo cái đường direction này để chỉnh lại cái độ méo trên cái hình đó tương tự như thế bạn có thể chỉnh cái điểm này thế nhưng cái điểm này bạn nhìn thấy nó là một cái điểm mà nó chỉ có một cái đường handle tức là cái đầu bên kia thì nó tròn còn đầu bên này nó thẳng bạn muốn nó có cả hai cái đường handle thì bạn chuyển về công cụ convert selection tool bạn nhấp dây con chuột bạn kéo nó một cái bạn sẽ convert nó về dạng cong tức là dạng đường cong như thế này thế là ta có thể điều chỉnh được cái đường đó và làm tương tự cho cái điểm ở đây để kéo ra hai cái đường direction ta sẽ chỉnh được cái hình của chúng ta nó dễ dàng hơn và ta đã chỉnh xong phía bên này tương tự như thế các bạn chuyển sang hình bên này cho mình bạn cũng dùng công cụ là convert đó bạn đặt con chuột vào đây bạn chuyển sang công cụ là direction bằng cách ấn phím tắt là phím a bạn có thể kéo dịch nó lên đây một chút Và kéo dịch cái đường direction này ra Tương tự cho cái điểm ở đây Bạn kích trả lại nó Và cũng dùng công cụ convert Bạn convert nó thành cái đường cong và hai cái đường direction Vậy là ta đã điều chỉnh xong được cái hình Để tạo ra một cái hình mới Bây giờ bạn giả opacity của mình về 100 Bạn thấy ta đã tạo ra một cái hình trên cái phần file thiết kế của chúng ta Đó là cách giúp chúng ta có thể biên tập một cái hình cơ bản Với các cái điểm nốt đang cốp poi Để tạo hình cho cái Để biến một cái hình của chúng ta thành một cái hình mới sau khi đã tạo hình cho cái phần background của cái header đầu tiên đó rồi thì bước kế tiếp trong phần bài học này là chúng ta sẽ cùng tạo ra cái hiệu ứng layer style cho cái layer đó. Như bạn nhìn thấy ở trên phần file thiết kế mẫu của mình thì mình sẽ điều chỉnh cái hiệu ứng layer style. Thì phần này sẽ là một cái phần bài tập giống như là bài kiểm tra kiến thức cũ dành cho các bạn. Các bạn sẽ phải làm sao để tạo ra được cái hiệu ứng giống như cái hiệu ứng ở trên cái background của phần header mà mình có trên bài tập mẫu trong trường hợp này để uh, trong trường hợp này thì mình sẽ sử dụng phương pháp là mình copy cái thuộc tính đó các bạn lưu ý là chúng ta sẽ không bắt trước cái thao tác copy ở đây bởi vì việc mà tạo ra cái này thì mình đã làm thường xuyên rồi nhưng các bạn thì chúng ta chưa làm bao giờ thì các bạn cần phải ôn lại cái bài layer style để ta có thể hiểu được cái cách tạo ra cái hiệu ứng dành cho một cái button trông nó sẽ như thế nào trong cái button này thì chúng ta đều đang sử dụng một loạt những cái hiệu ứng mà các bạn có nhìn tới tham khảo đây các bạn hoàn toàn có thể mở file mẫu ra xem các chỉ số và điền theo nó các bạn không nên copy nó giống như mình vừa làm bởi vì việc các bạn mở từng cái một và điền chỉ số nó sẽ giúp các bạn hiểu và nhớ lại các cái cấu trúc trên bảng layer style mà ta đã học các bài tập kế trước. Trên đây ở trong bài học này thì chúng ta chỉ học cách tạo hình, còn các hiệu ứng layer style thì bạn thấy ta đều đã có sẵn và trong cái bài này thì tất cả những cái hình phía sau này nó đều sử dụng chung cái hiệu ứng layer style với cái hình đầu tiên này nó chỉ có khác một cái là nó đổi màu mà thôi. thì muốn đổi màu rất là dễ ta cũng chỉ việc kích đúp vào đó và ta tìm tới bảng color layer overlay này và ta đổi màu cho nó thì lập tức cái hình của các bạn nó sẽ được chuyển sang một màu mới rất là dễ dàng. Vậy là phần bài học ở đây thì mình vừa hướng dẫn với các bạn cách có thể điều chỉnh một cái hình bằng các cái điểm Anchor Point Tool với công cụ là Path Selection, Direct Selection Tool, công cụ Pen Tool, Add Anchor Point Tool, Delete Anchor Point Tool và Convert Point Tool. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi và hẹn gặp lại các bạn ở bài học kế tiếp. Các bạn, trong phần bài học tiếp theo này thì chúng ta sẽ cùng nhau hoàn thiện phần 1 cho cái giao diện website của chúng ta, đó là chúng ta sẽ copy và nhập các cái file hình ảnh minh họa vào trong file thiết kế và sắp đặt chúng vào các cái vị trí giống như bài mẫu. Đầu tiên các bạn sẽ mở các cái file bài tập trong thư mục bài tập đính kèm là image. Bạn sẽ nhìn thấy các file hình ảnh đã được mình tổ chức sẵn ở đó. Các bạn chỉ việc mở nó ra và đưa vào trong tài liệu của chúng ta. Ta sẽ đưa cái file background bầu trời này đầu tiên. Các bạn không cần phải chọn nó bởi vì nó đã được bóc tách ra khỏi nền rồi. Bây giờ bạn sẽ đưa nó về nằm phía Bên trên cái layer template của chúng ta Lúc này chúng ta không cần phải nhìn cái template nữa rồi Bạn có thể đặt nó lên vị trí ở chỗ này Bạn thấy là ta đã đưa được vào đó một cái layer hình ảnh Kế tiếp chúng ta sẽ mở cái file logo Bạn có sẵn một cái file logo được thiết kế ở trên đó Bạn mở file logo.01 Sau đó bạn sẽ di chuyển cái file logo này Và đặt nó đè lên trên Các bạn có thể sử dụng phím tắt là Ctrl hoặc vuông đóng mở Để dịch chuyển các cái layer đặt nó vào những cái vị trí cần thiết Tóm lại là trong cái phần bài học này thì chúng ta sẽ chỉ mở các bức ảnh ra và cắt ghép chúng vào các cái vị trí hợp lý trên bản thiết kế. Tuy nhiên là các bạn nhìn thấy ở phía bên dưới thì chúng ta sẽ có một số các cái hình ảnh mà nó được lồng vào bên trong một cái hình nào đó giống như cái hình banner mà ta có ở chỗ này. Thì phần này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách lồng một bức ảnh vào trong một cái hình có sẵn để chúng ta có thể tạo ra cái bố cục giống như bài mẫu. Lúc này chúng ta sẽ mở cái hình ảnh có tên là image slide 01.png bạn thấy ta có một cái tệp tin hình ảnh ở đó ta cũng sẽ kéo tệp tin này bây giờ ta đặt nó sang file mới bạn sẽ ấn phím tổ hợp phím Ctrl Shift và dấu ngoặc vuông để đưa cái hình ảnh đó lên trên cùng bây giờ bạn sẽ tìm lấy cái layer hình ảnh mà ta sẽ quyết định là đưa bức ảnh này chui vào trong nó bạn để hai layer hình ảnh đó gần nhau rất là may vừa rồi mình đưa nó lên trên cùng thì cái layer hình ảnh của chúng ta nó lại nằm lên trên chính cái layer kia luôn vậy là vừa khớp cho mình sẽ đặt layer hình ảnh này chồng lên layer hình ảnh kia sau đó là mình chọn layer hình ảnh bên trên. Bây giờ mình sẽ đổi tên nó thành banner chính. Rồi cái bên dưới là mình đổi tên nó thành khung chứa banner chính. Mình đặt tên như vậy để các bạn dễ hiểu. Bây giờ mình chọn cái layer banner chính và vào trong menu layer. Mình chọn một cái lệnh nó tên là grid clipping mask. Dính tắt là Ctrl-Alt-G. Bạn thấy ngay lập tức là cái layer banner của mình nó sẽ được nhét. Và chui vào phía bên trong cái layer... Um, khung ảnh, à, cái khung chứa banner ở phía dưới kia. đây là một cái thao tác mà được gọi trong một cái lệnh tên là clipping mask có nghĩa là tạo mặt nạ giữa hai layer hình ảnh với nhau bạn có thể thao tác nhanh trên bảng layer của chúng ta bằng cách là ta đặt con chuột vào giữa vị trí của hai layer đó bạn giữ phím an xuống và bạn click con chuột bạn có thể ăn clipping hay là Delete nó ra ta không cho chúng nó clip với nhau nữa hoặc làm ngược lại thì bạn sẽ làm cho hai layer nó được clip với nhau bạn có thể nhét nhiều cái layer vào liền một lúc vào trong cùng một cái layer khác ví dụ ở đây mình sẽ dùng cái hình ảnh này mình ví dụ thôi mình cũng đặt lên trên cái hình ảnh kia cái yêu cầu của nó là cái layer nào mà các bạn muốn đưa nó vào bên trong thì bạn phải đặt nó ở bên trên sau đó mình cũng giữ phím an đặt con chuột vào đây bạn thấy là bây giờ mình có tận hai layer hình ảnh đã được nhét vào bên trong cái hình đó thì trong quá trình thiết kế chúng ta thường sẽ hay tạo hình bằng các cái hình khối cơ bản này và sau đó chúng ta nhét một cái hình nào đó vào trong hình khối cơ bản đó bằng lệnh clipping ngoài mình sẽ điều chỉnh lại cái vị trí của hình ảnh kia sao cho hợp lý rồi sau khi mà có nó xong thì trong tình huống này bạn chỉ cần tạo thêm một chút cái hiệu ứng dành cho cái đối tượng là khung chứa kia bằng một cái lệnh trong layer style đó là inner shadow. Bạn đã từng học cái lệnh inner shadow rồi. Mình sẽ tạo ra một cái hiệu ứng nó bao trùm vào phía bên trong với cái màu tô là màu đen. Bây giờ mình tăng opacity để bạn thấy là ta có một cái hiệu ứng là inner shadow. Nó được tạo ra phía bên trong cái hình của chúng ta. Và lúc này nó tạo thành một cái hiệu ứng làm cho cái bức ảnh của chúng ta nó giống như đang được chui ở trong đó một cách rất là dễ dàng. Rồi sau đó là các bạn ấn OK và ta có được cái kết quả cho cái bức ảnh nó được tạo hình chui vào bên trong cái đó tương tự như thế thì ta còn một cái bức ảnh được tạo ra ở cái khung screenshot ở chỗ này các bạn di chuyển đến đây thì chỗ này mình còn quên ta thiếu mất một cái đối tượng chứa hình ảnh ở đó thì mình sẽ vẽ tiếp một cái layer smart object vào đây khi mà bạn vừa vẽ ra cái layer này bạn chú ý là vừa rồi mình chọn cái layer không ảnh thành ra khi bạn vẽ một đối tượng mới nó sẽ bị clip vào cái layer đó luôn lúc này mình sẽ chọn ra một cái vị trí khác Bằng cách là mình chọn công cụ mù kích lại vào đối tượng layer này sau đó mình sẽ vẽ đè lên cái layer đó để cái vị trí nó nằm thống nhất với nhau vẽ một đối tượng hình ảnh vào đây một layer xếp vào đây sau đó là tô màu cho layer xếp này để chúng ta phân biệt nó kích đúp vào cái biểu tượng smart object của nó đây à, tô màu để ta dễ phân biệt và bây giờ ta sẽ mở cái tệp tin hình ảnh hình ảnh là screenshot sau đó bạn cũng copy hình ảnh này bằng ctrl a ctrl c ta di chuyển sang cái file này và ta chọn cái layer này bạn nhớ là ta chọn layer này sau đó ta paste nó lên trên layer đó và bạn đặt mũ, ta, bạn đặt con chuột vào giữa hai layer đó giữ phím an bạn kích nó hoặc ấn tổ phím tắt là ctrl an g thì nó cũng sẽ tạo ra cái clipping cho bạn vậy là ta đặt được cái hình ảnh nó chui vào trong cái layer đó một cách rất là dễ dàng và có thể sử dụng lệnh transform để điều chỉnh lại kích thước của nó như bình thường tương tự như thế thì cái hình ảnh cuối cùng các bạn cũng đặt nó vào theo các bước tuần tự như vậy bạn đặt nó vào trong một cái hình như này cho mình là được và để hoàn thiện cái phần công việc cho cái bài học này thì các bạn sẽ ghép hết các cái bức ảnh của mà mình đã tạo sẵn trong cái file của chúng ta lên trên để ta đạt được cái kết quả nó giống như bài mẫu thao tác mà ghép các bức ảnh sang đây chỉ là một thao tác đơn giản cho nên là mình muốn tạo mình muốn các bạn làm nó như là một phần bài tập kiểm tra để chúng ta củng cố lại kiến thức bạn sẽ ghép cái cánh quạt gió vào đây bạn sẽ ghép hình ảnh cái con thú vào đây bạn sẽ ghép cái cái chữ này thì ta chưa có thì ta sẽ gõ nó vào sau bạn sẽ ghép một cái hoa văn chỗ này bạn sẽ ghép con thằn lằn con kỳ đà này. Bạn sẽ tạo ra một cái hoa văn thứ hai và chỗ này nó là một cái hình. Bạn vẽ nó ra bằng công cụ elip. Sau đó bạn tô màu và tô viền cho nó để có cái hình nó làm background phía dưới này. Thì đó là cái phần mà hướng dẫn các bạn có thể xem trên file mẫu để làm theo. Cảm ơn các bạn và trong phần bài học kế tiếp thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách nhập văn bản vào trong phần mềm Photoshop và điều chỉnh các cái ký tự văn bản sao cho hợp lý với bản thiết kế. Chào các bạn. Trong phần bài học này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách nhập văn bản và xử lý văn bản trên phần mềm Photoshop. Ở phần bài học ngày hôm trước thì mình có yêu cầu các bạn về nhà là chúng ta cần phải hoàn thiện nốt các cái phần vẽ cho các cái cấu tạo hình cũng như điều chỉnh các cái hình và sau đó là chúng ta thiết lập cũng như là tạo ra các thuộc tính layer style giống như bài mẫu rồi copy các cái thuộc tính layer style đó đến các cái đối tượng mà có sử dụng các cái hiệu ứng thuộc tính trên giao diện thiết kế website của chúng ta. Nếu như bạn nào mà vẫn chưa hoàn thiện cái phần bài tập mà mình ra ở nhà thì các bạn có thể mở tiếp cái file thực hành là 11.6 làm việc với văn bản character mà mình đính kèm trong thư mục bài tập để chúng ta tiếp tục cho phần bài học ngày hôm nay. Các bạn nhìn vào trong phần cấu tạo trên một website của chúng ta hay ở bất cứ một bản thiết kế nào đó thì văn bản là một trong những cái đối tượng mà chiếm khá nhiều phần nội dung cũng như là diện tích trên bản thiết kế. Khi mà chúng ta sử dụng văn bản trên Photoshop thì nó cũng giống như các phần mềm khác của hãng Adobe. Văn bản sẽ được chia ra thành hai loại. Loại thứ nhất là văn bản dưới dạng point high mà ở Việt Nam chúng ta thì thường quen gọi nó là văn bản character. Loại thứ hai là văn bản dưới dạng paragraph và chúng ta ở Việt Nam thì cũng gọi là văn bản paragraph. Thì văn bản point type là cái dạng văn bản chúng ta thường hay dùng cho các tiêu đề. Ví dụ trên cụ thể cái sản phẩm này thì bạn nhìn thấy chữ trang chủ, tin tức, tài khoản, vân vân, Android, iOS, iPhone hay là cái câu khẩu hiệu không bắn trâu đời đi về đâu này thì mình sẽ sử dụng cái cấu trúc văn bản là point type. Mục đích của cái việc sử dụng đúng cái dạng cấu trúc văn bản thì sẽ giúp các bạn dễ chỉnh sửa trong quá trình thiết kế mà thôi. Còn ở phía bên dưới bạn nhìn thấy mình có một cái phần nội dung cho phần tin tức. Cái phần content này nó chứa rất nhiều các cái chữ hay là các cái bài viết cũng như là các cái đoạn văn bản dài. Thì mình sẽ sử dụng cái dạng cấu trúc văn bản là văn bản area time mà chúng ta quen gọi nó là paragraph. Và trong phần bài học ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu với các bạn cách xử lý và nhập văn bản dưới dạng point Type tức là văn bản character time. Bây giờ chúng ta sẽ trở về với phần bài tập mẫu của chúng ta. Để nhập văn bản vào trong phần mềm Photoshop thì đầu tiên các bạn sử dụng công cụ Horizon Type Tool trên thanh công cụ cho mình. Trong thanh công cụ này thì chúng ta còn thấy có công cụ là Vertical Type Tool, công cụ đó thì cho phép chúng ta nhập văn bản theo chiều dọc. Tuy nhiên thì phần lớn các cái dạng văn bản mà chúng ta sử dụng ở Việt Nam thì là đều dạng văn bản theo chiều ngang, cho nên ta sẽ chọn công cụ Horizon Type Tool. Để tạo ra một cái đối tượng văn bản dưới dạng Point High thì các bạn click con chuột lên màn hình tại vị trí mà các bạn cần nhập văn bản vào sau đó là chúng ta sẽ gõ cái nội dung vào như bình thường ở đây mình sẽ gõ vào một cái chữ là trang chủ hiện tại các bạn đang nhìn thấy là cái chữ trang chủ của mình nó không xuất hiện bởi một lý do là cái layer mà chúng ta vừa tạo ra do lúc trước mình đặt con chuột chọn ở layer background chính vì thế nó đang nằm ở trên layer background và nó nằm dưới các layer trên phần background header kia và bây giờ mình sẽ tiến hành thao tác là đưa cái layer này lên trên cùng bằng cách kéo thả con chuột như này bây giờ các bạn muốn quay trở lại để biên tập cái chữ đó thì chúng ta lại chuyển về công cụ thai hoặc các bạn kích đúp vào biểu tượng thumbnail trên bảng layer panel bạn thấy là chương trình sẽ select cái đoạn văn bản cho các bạn chúng ta có hai cách để có thể quay trở lại biên tập một cái chữ là chọn công cụ text kích vào nó và kích đúp vào kia sau khi mà các bạn chọn được cái chữ này rồi thì các bạn đang ở công cụ chữ các bạn cũng hoàn toàn có thể cố định lại cái vị trí dành cho cái chữ đó bằng cách là chúng ta sẽ đưa con chuột ra phía bên ngoài các bạn nhấp dây chuột để kéo cái chữ đến cái vị trí mà chúng ta mong muốn sau đó là chúng ta thực hiện thao tác bôi đen bằng cách kích đúc chuột. Đối với bản thai này thì thường các bạn kích đúc chuột cho nó dễ. Hoặc các bạn có thể nhấp dây chuột trái và kéo di để bôi đen nó. Sau khi bôi đen một cái đoạn văn bản xong thì chúng ta sẽ tiến hành điều chỉnh cái văn bản đó trên thanh option của chúng ta. Các bạn nhìn thấy đầu tiên là ta có những cái phần như là phong family. Cái này cho phép các bạn có thể lựa chọn được cái phông chữ dành cho đối tượng văn bản chúng ta. Đây là một cái thao tác rất là căn bản mà hầu như ai cũng biết. Ở đây thì mình sẽ dùng một cái phông thật là cơ bản, đó là phông Tahoma. Các bạn gõ chữ Tahoma vào đó và ta nhìn thấy cái list danh sách phông nó xuất hiện ở đây. Mình sẽ tích vào Tahoma Bow. Tiếp theo ở trong cái phần điều chỉnh text đó bạn sẽ nhìn phía bên phải nó là cho phép chúng ta điều chỉnh cái phông size. Tức là trong phông chữ đấy nó có nhiều cái style khác nhau. Các bạn có thể lựa chọn béo gầy, đậm, gạch chân, nghiêng vân vân Kế tiếp là bạn sẽ nhìn thấy một cái bảng là phông size. Để điều chỉnh nhanh phông size trên Photoshop bạn có thể đặt con chuột lên biểu tượng chữ T. Bạn kéo nó ta sẽ có được cái điều chỉnh phông size rất là nhanh và dễ dàng. Cái ô kế tiếp bạn sẽ nhìn thấy ở đây nó cho phép là bạn thiết lập một cái chế độ răng cưa hay là điều chỉnh cái chế độ răng cưa dành cho cái chữ đó. Nếu mà bạn chọn là năn thì cái chữ của ta nó sẽ có một cái dạng cấu trúc răng cưa trông rất là nham nhở như thế này. Bây giờ bạn chọn các cái chế độ khử răng cưa tốt hơn như là smooth thì bạn thấy cái chữ nó sẽ mềm. Tuy nhiên đối với chữ thì thông thường cái chế độ khử răng cưa tốt nhất là chế độ sharp. Nó vừa mềm nhưng nó vừa sắc nét khi mà chúng ta cần in cái chữ ra ở trên một cái bản in nào đó. Ở đây đối với web thì nó không quan trọng lắm, bạn chọn một trong ba cái đó thì nó đều ổn thôi. Nhưng ở đây thì mình vẫn để mặc định là sáp phía tiếp bạn sẽ có ba cái căn lề căn lề left, căn lề center, căn lề right à, phía bên phải nó là cái bảng màu để tô màu thì trước tiên bạn cần phải bôi đen cái đoạn văn bản đã sau đó chúng ta kích vào ô màu bạn có thể chọn màu trong cái bảng màu ở đây hoặc các bạn có thể đưa con chuột lên bất cứ một đối tượng hình ảnh nào đó trên ngoài phần mềm chúng ta có thể tạo màu cho nó hoặc là lựa chọn màu dựa trên copy mẫu màu trên bức ảnh một cách nhanh chóng và ấn ok cái ô kế tiếp bạn sẽ nhìn thấy là cái create graphic cái chức năng của Uptech này sẽ cho phép nắn cái văn bản của bạn theo một số các cái định dạng hình mà chương trình đã thiết lập sẵn bạn có thể tạo ra một số các hiệu ứng bẻ cong chữ bẻ cong chữ theo đường flag lá cờ bẻ cong chữ theo dạng cấu trúc là fit ai và mình sẽ có một cái biểu bảng tiếp theo thì cái bảng này rất là quan trọng chúng ta sẽ nghiên cứu nó ngay sau bây giờ đó là bao gồm tất cả những cái chức năng mà chúng ta sẽ được hỗ trợ của chương trình dành cho việc biên tập cái văn bản character của chúng ta ở đây Phía cuối thì bạn sẽ nhìn thấy nó có một chức năng là cancel và một cái lệnh là để kết thúc quá trình cho văn bản. Để kết thúc việc chỉnh sửa và biên tập uh, văn bản thì chúng ta có thể sử dụng cái phím tắt là phím cancel enter trên bàn phím. Bạn thấy chương trình sẽ thoát ra khỏi quá trình biên tập văn bản hoặc các bạn có thể ấn phím escape trên bàn phím. Nó tương đương với hai cái lệnh các bạn nhìn thấy trên thanh option kia. Hoặc là các bạn có thể đặt con chuột và di chuyển về một công cụ khác thì chúng ta cũng thoát ra được cái viên tập văn bản đó bây giờ chúng ta sẽ thử nghiên cứu một số các cái lệnh ở trên bảng character mình sẽ giới thiệu từng lệnh một bạn nhìn thấy ở đây vẫn là cái giá trị font size trước tiên bạn bôi đen đoạn văn bản bạn kéo ở đây ta sẽ điều chỉnh được cái kích thước chữ của nó ở phía bên cạnh nó bạn có một chức năng vô cùng quan trọng mà trong kỹ thuật typography thì đây là một trong những cái lệnh mà nó sẽ giúp các bạn có thể điều chỉnh được các khoảng trống giữa các ký tự văn bản làm cho văn bản trên đẹp hơn. Trường hợp này ví dụ như mình nhìn thấy là chữ R nó cách xa chữ T quá thì mình sẽ đặt con chuột vào chữ R và chữ T. Sau đó là mình sử dụng chức năng kerning là cái chức năng có chữ V xoạc một cái và chữ A ở đây. Nó biểu hiện rằng là bạn có thể điều khiển được cái khoảng trống giữa hai ký tự đó. Các bạn có thể sử dụng phím tắt là phím an trên bàn phím và phím mũi tên sang trái và sang phải để điều chỉnh cái kerning này. Tiếp đó ở cái cột thứ hai phía bên phải, bạn sẽ nhìn thấy chúng ta có một cái giá trị nó tên là leading. Cái giá trị leading này thì sẽ cho phép điều chỉnh cái khoảng cách dòng. Giả sử bây giờ mình sẽ có hai dòng văn bản như thế này thì mình sẽ phải có một cái nhu cầu là điều chỉnh cái khoảng cách dòng của hai dòng văn bản đó. Mình có thể đặt con chuột vào đây và mình kéo nó bạn thấy là Photoshop mà chỉnh những cái đối tượng văn bản này rất là dễ một số các phần mềm khác của Adobe nó còn không được tích hợp cái chức năng này bạn chỉ việc đặt con chuột vào cái biểu tượng leading ở đây và bạn kéo thôi cái khoảng cách dòng của bạn sẽ được thay đổi theo ý của bạn đó, hoặc bạn có thể vào đó và sử dụng chức năng auto leading để chương trình nó tự chỉnh tiếp theo thì ở phía bên dưới cột thứ hai bạn sẽ nhìn thấy nó có một giá trị nó tên là tracking tracking này thì nó cũng tương đương với kerning nhưng mà thay vì là Kerning chỉ cho phép chúng ta điều chỉnh cái khoảng trống giữa hai ký tự thì tracking cho phép bạn điều chỉnh khoảng cách giữa nhiều ký tự bằng cách các bạn phải bôi đen các ký tự đó Kerning thì chúng ta không cần bôi đen sau đó là chúng ta vẫn sử dụng tổ hợp phím giống như Kerning là phím an và mũi tên sang trái sang phải bạn sẽ điều chỉnh được cái khoảng cách giữa các ký tự đó một cách dễ dàng ở phía dưới bạn sẽ có hai cái lệnh là vertical scale và horizontal scale hai cái lệnh này thì cho phép chúng ta có thể thay đổi tỷ lệ của chữ theo chiều dọc giả sử mình muốn cái chữ t nó sẽ được điều chỉnh tỷ lệ theo chiều dọc là lớn lên thì bạn thấy ta có thể bóp méo chữ t để nó biến dạng ra như này tuy nhiên là mình không khuyến cáo các bạn dùng các cái lệnh này vì là nó sẽ làm méo các cái chữ của bạn khi các bạn chưa hiểu rõ về typography thì các bạn không nên sử dụng và tuyệt đối không nên sử dụng hai cái này có một số lượng lớn các bản thiết kế hiện tại trên thị trường của chúng ta do không được nghiên cứu kỹ về môn học design cho nên chúng ta cứ bóp méo các chữ một cách uh, tùy tiện cho đến tình trạng là chúng ta đang làm hỏng các cấu trúc của các cái văn bản đó Lệnh tiếp theo ở phía bên trái bạn sẽ nhìn thấy ta có một cái lệnh nó tên là baseline shift. Lệnh baseline shift này thì sẽ cho phép bạn dịch chuyển một cái ký tự của các bạn ra khỏi vị trí của đường dòng baseline. Bạn thấy ở dưới con chữ nó có một cái đường baseline nó để định vị cái vị trí của các ký tự trên dòng văn bản. Thì bây giờ bạn có thể kéo nó để dịch chuyển cái ký tự kia ra khỏi cái vị trí đường baseline đó trong một cái tình huống bạn cần biên tập kỹ thuật hay là bạn cần làm một cái chữ theo dạng nghệ thuật nào đó thì ta có thể sử dụng tính năng này. Tiếp theo là phần color thì mình đã nhắc ở phía bên trên. Ở phía dưới ta có một loạt những cái lệnh ví dụ như là bạn có thể là tăng cường cái độ đậm cho cái chữ này bằng cách là chúng ta chọn một cái lệnh là faux cái lệnh faux thì sẽ tạo ra một cái mô phỏng hay là một cái kiểu chữ viết đậm là dưới dạng mà nó mô phỏng và nó làm giả cái kiểu chữ viết đậm mà trên công chữ bạn đang có. Thì ở đây cho chúng ta có thể dùng để làm nó đậm lên. tương tự như thế ta có một kiểu là làm giả chữ nghiêng, ta có một kiểu là làm cho chữ trở thành viết hoa, làm cho chữ trở thành viết hoa nhưng mà nó sẽ không làm to các cái ký tự viết thường của chúng ta lên mà nó chỉ làm to những cái chữ mà đứng đầu đoạn, đầu câu mà đã được viết hoa lúc trước đó. Tiếp theo bạn có một cái giá trị nó đặt chỉ số trên hay chỉ số dưới cho ký tự đó. Bạn có cái giá trị là gạch chân underline và gạch giữa là strikethrough. Đó hai cái này thì bạn nhìn biểu tượng là chúng ta đã có thể làm được rồi. Vậy là sau khi chúng ta đã tìm hiểu sơ qua về các cái lệnh điều chỉnh cho một cái dạng cấu trúc văn bản character thì phần kế tiếp các bạn sẽ gõ và nhập hết các phần nội dung văn bản lên trên cái tài liệu thiết kế thì đây là một phần bài tập trong bài học này các bạn chỉ việc gõ chữ vào mà thôi sau đó là điều chỉnh các kiểu chữ làm sao cho nó phù hợp với bản thiết kế của mình như là trang chủ tin tức tài khoản fanpage ở châu game vân vân chữ android ở phía dưới này các bạn chỉ chừa lại mỗi cái phần mà cái body text nó nằm ở chỗ này thì chúng ta sẽ dùng để học và nghiên cứu trong phần paragraph text ở bài học kế tiếp Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi và các bạn cố gắng làm hết cái phần bài tập mà mình giao trong phần này. Để buổi học kế tiếp chúng ta sẽ cùng nhau nghiên cứu thêm về cái mảng văn bản Paragraph Type. Hẹn gặp lại các bạn. Chào các bạn. Trong phần bài học này thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu tiếp về dạng cấu trúc văn bản thứ hai đó là dạng văn bản Paragraph Type. Để có thể nhập một đoạn văn bản paragraph type vào trên file thiết kế của các bạn thì chúng ta vẫn sử dụng công cụ text tool. Sau đó là các bạn sẽ đặt con chuột ở vị trí cần nhập văn bản, thay vì click con chuột, bây giờ chúng ta sẽ nhấp dây con chuột để tạo ra một khung chứa văn bản. Văn bản này thì nó sẽ gọi là văn bản theo dạng vùng bởi vì là cái văn bản khi đưa vào sẽ bị quản lý và nằm trong cái khung chứa văn bản này, nó không thể vượt qua cái giới hạn của khung văn bản này được. Khi các bạn gõ và nhập văn bản vào trong khung chữ văn bản này Đến khi nào mà cái văn bản nó gặp phải cái phần khung của vùng giới hạn cho văn bản Thì nó sẽ tự động xuống dòng Nó khác với văn bản dạng Poitie là chúng ta cứ gõ Và khi nào chúng ta muốn xuống dòng thì chúng ta sẽ ấn phím Enter Ở đây mình sẽ gõ thử vào một đoạn văn bản Sau đó mình điều chỉnh cái phông chữ cho nó trở về dạng cái cỡ chữ phổ thông là khoảng 11 point Sau đó là sử dụng dạng phông size là Regular Bạn thấy là ta sẽ có được một cái đoạn văn bản dưới dạng là cấu trúc Paragraph thông thường khi mà các bạn làm một cái bản thiết kế dành cho web như này thì cái phần nội dung content này nó sẽ chỉ là một cái phần nội dung mà chúng ta đưa vào với dạng cấu trúc là để uh, minh họa tạm thời cho nên là ta sẽ gõ bừa một cái chữ nào vào trong đó tuy nhiên để gõ bừa mà kín một cái khung văn bản này thì nó cũng tương đối là khó và mất thời gian của chúng ta cho nên là chính vì thế là trên chương trình thì nó có hỗ trợ các bạn một cái chức năng insert một cái đoạn văn bản mà cái đoạn văn bản này không có cái nội dung gì cụ thể cả nó thường được sử dụng làm cái đoạn văn bản ví dụ trên các bản thiết kế của chúng ta trong những tình huống chúng ta cần phải thiết kế một cái khung văn bản nào đó mà chúng ta chưa có nội dung thì mình sẽ di chuyển vào menu type sau đó sử dụng một cái lệnh là paste normalization khi mà bạn paste vào đây thì lập tức một cái đoạn nội dung normalization được đặt vào trong cái khung chứa văn bản của chúng ta bây giờ thì chúng ta đã có một khung chứa văn bản paragraph sau đó là chúng ta sẽ mở bảng paragraph type nằm ngay bên cạnh bảng character type ra để có thể đóng mở hai cái bảng này thì nó vẫn nằm ở trong menu window của chúng ta. Các bạn di chuyển vào trong menu window và tìm tới cái bảng paragraph. Trên bảng paragraph này thì chúng ta sẽ có một số các điều chỉnh ngắn gọn như sau. Đầu tiên là các cái lệnh cho phép bạn có thể căn lề cho đoạn văn bản đó, căn lề left, căn lề center, căn lề right, căn full justify mà dòng cuối cùng căn left, tương tự thì full justify nhưng dòng cuối cùng lại căn giữa. Vân vân. Ở phía dưới cột đầu tiên thì bạn nhìn thấy ta có cái lệnh thứ nhất nó là lệnh indent left margin khi mà bạn kéo cái giá trị này thì văn bản của các bạn sẽ được đẩy vào ra khỏi đẩy vào một khoảng cách nhất định nó gọi là thụt lề trái cho cái đoạn văn bản đó so với phần khung chứa tương tự như thế phía bên phải thì ta có một cái là left right margin Thế là cái này thì cho phép bạn lùi vào nhưng mà lùi vào từ lề phải phía dưới bạn sẽ có một cái lệnh là indent first line hoặc là first line left indent là nó chỉ thụt cái dòng đầu tiên của mỗi đoạn vào ta có thể điều chỉnh một cái giá trị nó gọi là thụt đầu đoạn cũng được ở phía dưới nữa thì bạn sẽ nhìn thấy nó có một cái lệnh cho phép bạn tạo ra khoảng cách giữa các paragraph thông thường thế nào là một paragraph trên photoshop thì các bạn chú ý là một paragraph trên bất cứ một cái phần mềm nào thì nó được xác định bằng cách là khi mà các bạn ấn một phím enter trên bàn phím thì lúc đó là nó sẽ tạo ra một cái đoạn mới mỗi một phím enter thì sẽ được xác định là một đoạn mới và khi mà bạn tạo ra nhiều đoạn trên đoạn văn bản của các bạn thì cái chức năng mà khoảng cách giữa các đoạn này nó sẽ được kích hoạt và giúp ta có thể tạo ra được cái khoảng cách giữa mỗi đoạn để cho phần trình bày văn bản trông cho nó được thoáng và vừa mắt hơn. Bây giờ để điều chỉnh cái giá trị space before paragraph thì mình sẽ di chuyển về cái bảng character và mình chỉnh lại cái khoảng cách leading để cho các cái dòng văn bản của chúng ta nó có khoảng cách hợp lý hơn. Giả sử bây giờ mình sẽ thu hẹp nó lại một chút như này để các bạn nhìn thấy cái văn bản nó rõ ràng hơn sau đó mình sẽ ấn enter ở một vị trí bất kỳ nào đó thì lúc này cái văn bản của chúng ta nó sẽ được tạo ra một đoạn mới mình sẽ chuyển cái căn lề về left và đây mình cũng sẽ tạo thêm một cái paragraph mới bằng cách là enter rồi sau đó là bạn thấy ba cái đoạn của chúng ta nó nằm sát nhau quá thì mình sẽ tạo ra khoảng cách giữa ba đoạn đó bằng cách là kéo cái lệnh space before paragraph hoặc space after paragraph nó đều như nhau À, vậy là bạn đã điều chỉnh được cái khoảng cách giữa các bạn đối với Photoshop thì các chức năng điều chỉnh văn bản paragraph nó rất là ít bởi vì là thực tế thì theo chúng ta cũng rất ít khi mà tạo ra những cái bản thiết kế dành cho in ấn hay là dành trình bày văn bản hoặc là cất các ấn bản phẩm trong cái lĩnh vực design trên phần mềm Photoshop bởi vì các phần chữ này trên Photoshop bạn nhìn thấy khi in ra nó sẽ bị vỡ bởi vì cấu tạo của nó được xây dựng lên từ những cái điểm ảnh và nó sẽ không tạo ra được cái độ nét căng cho chúng ta giống như là đồ họa vector cho nên là các cái bản thiết kế poster tờ rơi tờ gấp thì phần chữ sẽ được thiết kế trên các phần mềm vector như là iLoot hoặc là InDesign còn phần ảnh thì chúng ta sẽ quay trở về Photoshop để thực hiện Tuy nhiên ở đây chúng ta đang có một cái website, trên website thì cũng hiển thị ở trên phần màn hình là chính. Vì thế là ta cũng sẽ dùng cái loại văn bản, cái cấu trúc văn bản này ở trên Photoshop luôn. Bây giờ mình sẽ loại bỏ bớt cái dòng văn bản của chúng ta ở kia. Sau đó là ta chỉnh lại cỡ chữ cho nó một cách hợp lý. Mình sẽ dùng một cái cỡ chữ và tầm khoảng 9 foi. Đó, bạn sẽ đặt cái hộp chứa cái đoạn văn bản này về cái vị trí trên cái phần bài viết của chúng ta. Các cái thao tác như là biên tập màu, chỉnh khung văn bản bạn nhìn thấy là cứ cái khung chúng ta chỉnh đi đâu thì cái chữ nó sẽ được điều chỉnh theo tới đó nó rất phù hợp cho cái việc là biên tập cái nội dung văn bản dưới dạng là content body content ở đây thì cái văn bản paragraph này nó rất phù hợp để làm cái việc đó trong cái phần bài học này thì các bạn cũng sẽ điều chỉnh cho mình và chúng ta tô thử màu cho những cái đoạn văn bản đó bằng cách bôi đen nó và chúng ta sẽ tạo ra một cái đoạn văn bản cho nó giống như bài mẫu là được để hoàn thiện cái phần văn bản trên file thiết kế của chúng ta trong cái phần bài học về văn bản này thì các bạn làm thêm cho mình một chút nữa là tạo ra các cái hiệu ứng cho các cái phần văn bản tiêu đề kia để làm cho cái bản thiết kế nó trở nên sinh động hơn. Thì cái này chúng ta lại quay trở lại các kiến thức về layer style và sau đó tìm những cái thuộc tính hay là những cái hiệu ứng dành cho cái đoạn văn bản mà các bạn muốn trình bày ở trên đó. Chúng ta ở đây ví dụ mình sẽ trình bày thử để các bạn nhìn thấy là chúng ta sẽ sử dụng một cái outline stroke dành cho đối tượng văn bản với màu tô là màu trắng. Sau đó chúng ta sẽ điều chỉnh cái opacity lớn lên, điều chỉnh cái size nhỏ đi để nó phù hợp với cái chữ, cái màu gradient của chúng ta ở kia. Ta có thể dịch chuyển cái vùng màu gradient để lấy được cái màu nó hợp lý với bản thiết kế. Bởi vì ở đây ta đang có một cái giải gradient là từ xanh chuyển sang vàng kết hợp với xanh green. Đấy mình đã chỉnh được cái chữ. Thì tương tự như thế các bạn chỉnh cái hiệu ứng hoặc là copy hiệu ứng này sang các cái chữ còn lại và làm thành một cái bản thiết kế giống như văn bản mẫu mà mình có ở đây. Vậy là chúng ta vừa tìm hiểu xong các vấn đề liên quan đến hai dạng cấu trúc văn bản character và paragraph type. Hy vọng rằng chúng ta sẽ có những cái kiến thức bước đầu để giúp các bạn có thể tạo ra những cái văn bản theo cách riêng của mình trên mỗi bản thiết kế của các bạn. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Chào các bạn, như vậy là chúng ta đã gần hoàn thiện xong một bản thiết kế website cùng với phần mềm Photoshop. Ở bài học cuối cùng này thì chúng ta sẽ cùng nhau hoàn thiện nốt những phần việc cuối cùng cho bản thiết kế của chúng ta trở nên hoàn chỉnh hơn. Thì các bạn chú ý xuống phía bên dưới này, ở đây ta còn thiếu một chút xíu nữa đó là chúng ta thiếu một số các cái bullet ở đầu đoạn văn bản để đánh dấu cái phần ký hiệu cho mỗi dòng văn bản đó. Thì để tạo ra cái bullet này chúng ta có nhiều cách, các bạn có thể lên trên mạng và search một từ khóa là icon vector để các bạn có được những cái đối tượng đồ họa vector để làm thành cái bullet đó. Tuy nhiên ở đây thì mình muốn giới thiệu với các bạn ở trong chương trình chúng ta có một cái công cụ là Custom Shape Tool. Các bạn click vào đó và các bạn di chuyển đến cái thư viện của Custom Shape Tool trên thanh option. Bạn nhìn thấy ở đây ta cũng đã được tích hợp sẵn một loạt những cái icon ta thường dùng ở trong quá trình chúng ta cần thiết kế một cái bản thiết kế nào đó. Trong trường hợp này thì mình sẽ sử dụng một cái icon là cái mũi tên forward ở chỗ này. Mình sẽ chọn cái đối tượng đó vì đây là một cái đối tượng thuộc nhóm là Layer Shape cho nên là mình sẽ đưa con chuột ra ngoài màn hình này Mình giữ phím shift để vẽ được cái icon đó dưới dạng hình tròn Và thấy là mình đã tạo ra được một cái icon nằm ở phía bên trên màn hình thiết kế chúng ta Nhưng do nó cái layer nó đang nằm ở phía dưới chúng ta không nhìn thấy nó thì mình sẽ ấn Ctrl shift và ngoặc buông đóng để đưa cái icon này lên trên cùng Sau đó các bạn có thể kích vào cái biểu tượng layer shape ở đây Để tô cho cái icon của chúng ta một cái màu phù hợp với cái màu của đoàn văn bản của chúng ta hoặc các bạn có thể đưa con chuột ra ngoài này và click vào màu của văn bản để lấy mẫu màu cho nó sao cho thống nhất vậy là ta đã có một cái icon nó được nằm ở đó một cách rất là dễ dàng sau đó bạn có thể giữ phím an và nhân đôi nó xuống để tạo ra cái icon ở đây đối với cái phần văn bản ở chỗ này thì mình còn thiếu thêm một cái đường gạch kẻ để chia các phần cấu trúc nội dung thay thổ ở đó mình sẽ cũng sẽ sử dụng cái công cụ light tool trong phần mềm sau đó là nhấp dê con chuột từ vị trí này và mình ấn phím shift để vẽ một cái đường thẳng chạy bắt ngang từ phần nội dung bên này sang phần nội dung bên kia các bạn sẽ điều chỉnh độ dày của cái dòng đó bằng cách là lên thanh option phía bên trên bạn gõ cho nó giá trị là một point sau đó là tô màu cho nó cũng là một cái màu ghi nhạt và ta trở về công cụ mu bạn thấy là ta đã có một cái đường kẻ nằm ở đó tiếp theo là chúng ta sẽ kéo dịch nó xuống một chút xíu để cho nó cân đối hơn sau đó các bạn giữ phím shift trên bàn phím chúng ta sẽ chọn vào cái layer mà có cái dòng kẻ đó sau đó ta ấn shift chọn layer chữ ấn shift chọn layer bullet icon sau đó là ấn shift chọn tiếp cái chữ february ở chỗ này như vậy là bạn đã chọn được một loạt các cái layer liên quan đến cái nhóm nội dung văn bản ở đây sau đó để cho chúng ta có thể dịch chuyển các nội dung văn bản này thống nhất cùng nhau thì bạn sử dụng cái khóa link layer ở phía trên bảng panel ta liên kết các layer đó lại với nhau thì lúc này khi bạn dịch chuyển một layer các layer kia sẽ dịch chuyển theo sau đó bạn giữ phím an trên bàn phím ở đây thì chúng ta thấy là ta có những cái layer nó được liên kết nhưng mà chúng nó nằm không liền kề nhau bạn thấy nó nằm cách nhau ở trên cái bảng layer trên trong trường hợp này bạn có thể sử dụng cho mình một cái lệnh là kích phải chuột và convert nó thành smart object lập tức thì toàn bộ các đối tượng này sẽ được convert thành một layer smart object ta đã tìm hiểu về layer smart object ở trong bài layer các bạn quay trở lại bài layer để xem lại phần kiến thức ở đó Bây giờ mình thực kích đúc vào biểu tượng Layer Smart Object Bạn thấy là đây là toàn bộ những cái layer mà chúng ta đã dùng trong thiết kế cái phần tiêu đề kia Nó được gom lại thành một cái file riêng như thế này Bây giờ mình sẽ sử dụng cái layer đó bằng cách ta giữ phím an Ta nhân đôi nó ra đây Thì cái công việc của chúng ta nó sẽ dễ dàng hơn Bạn tạo ra một cái số bản sao ở phía bên dưới Cho cái đoạn nội dung văn bản đó Mình có thể kéo dịch nó xuống đây Sau đó bạn nhìn thấy là ba cái dòng của chúng ta nó không cân đối nhau cho ám Mình muốn cái dòng này thấp xuống một chút Bây giờ mình sẽ chọn cả ba cái dòng này bằng ấn cách là ấn shift, bạn thấy mình chọn được cả ba cái layer đó và ta nhớ lại cái lệnh là align Chibu ở phía bên trên thanh option chúng ta. Mình sẽ chọn cái lệnh align Chibu là vertical center thì các cái layer này sẽ được căn giống hàng thẳng đều nhau và có khoảng cách đều nhau. Vậy là ta đã chỉnh xong cái phần ở đó. Bước kế tiếp các bạn nhìn sang phía bên trái, ta thấy là cái layer này của chúng ta thì nó lúc vẽ ra thì nó là cái hình tròn bo góc. Cái hình này thì chúng ta sẽ phải sửa lại nó một chút làm sao cho giống cái hình mẫu. Đây là cái hình mẫu mà mình để bên trái để các bạn tham khảo. Thì để sửa cái cấu trúc hình này, bây giờ mình có thể kéo nó ra đây để các bạn dễ nhìn thấy nó và mình tiến hành sửa nó bằng cách là ta sẽ sử dụng công cụ là direct selection. Bạn lựa chọn nó để nhìn thấy các điểm anchor point trên đó. Bây giờ mình sẽ chuyển sang công cụ pen, mình thêm vào cho nó một điểm ở vị trí này. Sau đó là mình sẽ convert cái điểm này thành một cái đường thẳng bằng cách là ta giữ phím an để chuyển sang công cụ convert, bạn click vào đó một cái, bạn thấy nó mất đi hai cái đường handle chứng tỏ cái nốt này của mình bây giờ nó trở thành một nốt quản lý một đường thẳng và mình trở lại công cụ direct selection, mình chọn ba cái điểm nốt và nhìn mình thấy khu ba cái điểm nốt đây, mình giữ phím shift, mình kéo dịch nó lên một chút xíu. Bây giờ ở cái điểm phía dưới này, mình sẽ chọn riêng nó và ta giữ phím shift, ta có thể kéo nó dịch về đây theo ý của các bạn và mình bắt đầu di chuyển cái đó lên cái vị trí của bài mẫu ở chỗ này và ta quan sát xem là cái điểm chúng ta cần chỉnh sửa nó đã hợp lý hay chưa bây giờ ta lại chuyển sang cái công cụ a kia và kéo dịch cái điểm nốt này của chúng ta về đây sau đó từ cái điểm vị trí này mình sẽ chuyển sang công cụ convert mình sẽ giữ phím shift ở đây và mình kéo nó theo hướng này bạn thấy là mình sẽ convert được cái góc đó trở thành một cái góc đường cong từ một cái đường thẳng nó chuyển thành một cái đường cong cái phần này chúng ta cũng đã học ở các bài học trước và theo đó mình cần thiết thì mình sẽ chỉnh thêm cái thang này một chút cho nó cân đối hơn vì các bạn vậy là ta đã chỉnh được cái góc bo tròn ở cái vị trí đó tạo ra cái hình nó giống như hình mẫu của chúng ta hình mẫu này bây giờ sẽ thừa mình sẽ delete nó đi để không bị nhầm lẫn tương tự như thế thì các bạn cũng sẽ chỉnh sửa cho mình cái hình ở phía bên phải một cách giống hệt phần còn lại nữa ở trên cái giao diện website của chúng ta là một cái đối tượng là qr code đối tượng này thì sẽ được cung cấp bởi cái nhà phát hành hoặc là cung cấp bởi cái bộ phận phát hành sản phẩm cho các bạn cái mã qr code này sẽ được tạo ra từ một cái phần mềm bạn có thể lên Google và search từ khóa QR code để lấy một cái file ví dụ. Thế trường hợp ở đây nó chỉ làm cái file ví dụ cho nên mình sẽ sử dụng lại nó ở trên bản thiết kế gốc. Tương tự như vậy bạn sẽ có một cái logo của hãng Facebook cũng thế. Nếu như mà logo này nó không có cái hình giống cái hình mà bạn mong muốn thì bạn hoàn toàn có thể vẽ nó ra bằng cái công cụ là Rectangle, Router Rectangle mà chúng ta đã học từ đầu đến giờ sau đó là ta chèn chữ Facebook lên với cái logo của hãng Facebook ở phía dưới bạn sẽ thấy là chúng ta có cái logo của nhà phát hành game cộng với là địa chỉ của nhà phát hành game thì đây là những cái thông tin cố định rồi chúng ta sẽ gõ cái nội dung đó vào thôi logo thì chúng ta đã có sẵn các bạn chỉ việc copy và đặt vào đây coi như là cái phần hoàn thiện cuối cùng này mình để các bạn tự giải quyết để làm sao chúng ta tạo ra được một cái sản phẩm hoàn chỉnh cho cái website của chúng ta Vậy là thông qua 7 bài học mình đã hướng dẫn các bạn một cái quy trình thiết kế một cái website cùng với phần mềm Photoshop đây chỉ là một cái dạng cấu trúc website uh, cơ bản trong rất nhiều các loại website khác nhau. Tuy nhiên nếu mà để đi sâu về cái phần thiết kế website với phần mềm Photoshop thì chúng ta cần phải nghiên cứu nhiều hơn các vấn đề liên quan đến thiết kế. Còn đối với phần kỹ thuật trên Photoshop thì nó không đơn giản chỉ là cái bài học này mà chúng ta sẽ phải vận dụng tất cả những cái bài học từ đầu đến giờ mà chúng ta học được để có thể xử lý hình ảnh, tạo hình, nhập chữ và tạo các cái hiệu ứng Layer Style trên bản thiết kế đó. Xung quy lại thì Photoshop sẽ giải quyết được rất nhiều vấn đề. Và trong cái giới hạn của chương học này thì mình chỉ muốn gợi ý hay là mình chỉ muốn tạo ra một cái bản mẫu hướng dẫn để các bạn follow theo giúp các bạn có thể định hướng được cái phần thiết kế trên Photoshop nó là như nào. Và hy vọng qua cái bài học ngắn ngủi này thì các bạn cũng sẽ có những cái định hướng rõ ràng cho mình trong việc thực hiện những cái bản thiết kế sau này của bản thân. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi và chúc các bạn thành công.